mọi người đến clip của Cái Kéo ở đây. Hôm nay quay cho mọi người xem tàu điện ngầm. Dạ. Đây là đường đi xuống tàu điện ngầm xuống chợ đêm George Fair. Giờ phải đi qua cửa an ninh nè, tại Thái Lan ở Bangkok. Đây, hướng dẫn là đi xuống tren nè. Rồi, đây là đi xuống tầng thứ 2 nha. Đây là ngoài kiểm tra an ninh nè, không? Các mua vé thẻ nè. Không, cái này là chỗ này là mua thẻ rồi hướng dẫn đi nè. Mua thẻ vô lên trong nhà. Chỗ mua thẻ nha. Đây là anh hướng dẫn viên Leo nha. Nè, xếp hàng đi con. Xếp hàng để vô nè, thấy không? Rồi nha, đây là cái để mình vô nha. Giữ lại nha, để chút xíu nha. Rồi ok, mình đi theo hướng dẫn giùm em nha. Ok. À, mua thẻ nha. Mua thẻ. Lẻ mới đi xuống nha. Con giữ đi. Rồi, đi xuống tàu điện ngầm nha, xuống lầu nữa dưới nữa. À, mọi người đi làm về nè. Con cứ đi theo chú Leo đi. Đó, tàu nha mọi người, tàu đi nha. Đó. Đó là mình sẽ đi cho đêm đó, tàu đi đó. Nó đứng đợi nè. Tối thì tương đối vắng. Ok, xếp hàng bên đây nha. Đây. Hàng đợi tàu. Đây sao đồ tạo này nha. Xếp hàng nha. Đây
cất rẻ này lúc về mới đi đúng không anh? Lúc về là bỏ cất cho không không. Sinh ra là lát xong là hậu can là mình đang ở chỗ nào ta? Mình đang ở VL15. À VL15. Dạ. Đây 10 giờ bây giờ mình đang 9 giờ đi. Rồi sẽ đi hướng ngược lại. Đúng rồi. Đi đi lên. Ủa mình đang ở BM15 là đi hướng nào? Đi đi bên này. À đi bên này đúng không? Mình thì mình tới chạm chỗ nào? Chạm nào tới BM ấy? Cái này. BL 19. Dạ, yeah, gần ha. Bây giờ chúng ta là Thái Lan Khmer Central. Dạ. Dạ, bây giờ chúng ta là BL 15. Dạ. Mình đang đây. Dạ. À rồi, không. BL 15. BL 01 là chạm lớn đúng không? BL 15. BL 01 là chạm lớn hả? Nha, đúng rồi. À chờ 3 phút. À phải em chờ 3 phút nha. Còn 2 phút nữa nè, đúng không? À, ta để giờ chính xác nè, đó, tàu bên kia nè, đó. Tàu bên kia tới rồi đó. Ôi, tàu bên kia chứ. Nó tàu tới nè, đó. Không. Đó là một like nè. 2 phút nữa. Từ cái này người ta làm từ đầu đó chị, nên là nó nói được các trung tâm thương mại nói được các đây là mẹ các cát đang nhắn tin cho trai rồi. Tàu làm bên nào? Rồi. Ra là bên kia là đến đúng không? Đến là bên kia hả? Đi lại hả? Lai bên kia là đến hả? Đúng không? Ngày đó ngày đến. Dạ. Nhưng mà nó có nhiều lắm, nó vòng vòng. Dạ, đây nó đi vòng tròn đó, nhưng mà nó vòng tròn đúng không?
chỉ có là xuống đi hỏi nhà gà nó bắt đầu tới nhà gà. Ok nha mọi người, tới rồi, tới rồi nè, sắp hàng nha. Ok, sắp xếp nha. Cho để chú Boy đi trước đi con. Dạ. Rồi ok cho đây con. Rồi ha. Rồi. Con ngồi đây là đứng. Đứng đúng không? Rồi đây. Con có ngồi không? Con đứng ra giữa nè, mẹ chụp cho nha. Cắt nói gì các bạn đi, cắt giới thiệu đi. Rồi sắp đến nè, có ga đến nè, một ga đến nè, con hướng qua đây đi con, để người ta nha. รัชดาพิเศษโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถรัชดาพิเศษสเตชั่น please mind the gap between train and platform. BL 16 nha. Tới Rajada Fiset. Đây có mạng hình hiển thị là sẽ đến ra đến nào nè. Mình sẽ đi tới BL 19. Rất là nhanh nha. Tới BL 17 nè. Rất là nhanh luôn. Next station, Sumisan. Sở
Sathani Tampai, Sathani Huy Quang. Next station, Huy Quang.
do hành trình đi đến nên hơi lâu nha mọi người. Sau này metro Sài Gòn cái gì nè, mình đi lên cao đúng không? Sau nghe thì số 3 tầng mới lên được đó. Lên được một. Mà phải có cái thẻ hồi nãy mình mua mình mới ra được nha. Cái đi trước làm cho các bạn coi đấy con. Rất là còn ở trong luôn đó. Ok, rồi mua lại nè. Rồi. Ok. Rồi, kết thúc nha mọi người. Chuẩn bị lên trên nữa là kết thúc clip nha. Quay là để ghi nhận lại để sau này các nhỏ lớn lên các sẽ coi lại chứ chắc không có ai coi luôn. Bạn Cát là rất là làm biến quay clip nha mọi người, nói chuyện cũng không có nghiêm túc nữa là mọi người có thông cảm nha, cái này là quay chơi thôi không có câu view hay gì hết. Đó là nó sâu, rất là sâu nè, ba tầng năm.